Dạ vâng, lời đầu tiên Trịnh Hội xin kính chào quý vị đến với chương trình Khỏe Trẻ Đẹp cùng với Trịnh Hội và bác sĩ Hannah Hạnh Vũ. Và dĩ nhiên thì mỗi show chúng tôi thì đều có khách mời, nhưng mà người khách mời hôm nay khá là đặc biệt. Bởi vì mặc dù anh trẻ, anh khỏe và anh cũng đẹp trai lắm, nhưng mà lại chưa có nhờ bác sĩ giúp gì cả. Nhưng mà hình như là bác sĩ đang nhờ ảnh giúp cái gì đó. Thì thôi bây giờ nhờ bác sĩ chào mọi người rồi sau đó giới thiệu luôn giùm khách mời của mình. Dạ vâng, cảm ơn quý vị theo dõi chương trình Skin Zone Khỏe Trẻ Đẹp với Hạnh. Và hôm nay Hạnh có người khách trẻ, đẹp trai và tài cao mà là IT Tech CEO của company Peer Inc. Hôm nay Hạnh muốn trình bày cho quý vị biết là khả năng tài cao của người Việt Nam mà lứa tuổi trẻ nữa mà trong ngành technology. Hôm nay Tony sẽ chia sẻ hết về cái his history, cuộc sống của Tony. Vâng, rất là vui đã có Tony hôm nay là khách mời của chương trình. Cũng là đặc biệt bởi vì chương trình này là thường là khách hàng của bác sĩ. Nhưng mà Trịnh Hội cũng biết là Tony chưa bao giờ là khách hàng của bác sĩ mà là một người bạn, phải không ạ? Thì Tony ạ, Tony có nói một tí xíu về hoàn cảnh gia đình của Tony được không? Lớn lên ở đâu, qua Mỹ hồi nào, và đầu tiên là làm gì? Xin lỗi trước khi em nói chuyện là tiếng Việt của em không có vững lắm, đôi khi phải nhắc một bài. Nếu mà Tony chêm thì cứ chêm nha. Cố gắng thôi tiếng Việt. Thì hồi xưa là Tony ở Trà Ôn, sinh ở Trà Ôn. Thì hoàn cảnh lúc đó là cũng như sau thế hệ là cái thời gian thời buổi đó là rất là khổ. Gia đình là như là nghèo, là người ta kêu bằng rớt bằng tay á, là cái đó là còn tệ hơn rớt bằng tay, nói này rớt everything. sau đó là Tony emigrated to to New York. Nhưng mà trong hoàn cảnh nào gia đình của Tony làm sao mà đi từ Việt Nam mà đi qua tới bên New York? Mình là đi với diện HO. HO 90 hay 92 á. Nhưng mà ba của Tony là hồi xưa là làm ở trong an ninh tình báo. Rồi của quân lực Việt Nam Cộng Hòa trước năm 75. That's right. Như vậy thì sau năm 75 có phải vào học tập cải tạo không? Yes. So he served từ 5 tới 8 năm. I don't remember exactly how many years he served. But yes, and that basically đưa cho mình cơ hội để qua New York. Thì khi mà qua New York thì gia đình của Tony làm gì? Và Tony lúc đó bao nhiêu tuổi và đã làm gì? Thì lúc mình qua New York là em nhớ rất là chính xác là ngay ngày blizzard của 92. Nghĩa là bão tuyết năm 92. Lúc mình tới đó là mình nghĩa là chuyến bay đó là từ Pháp qua mình tới New York. Mà mặc áo like rất là không có jacket, just rất là mỏng, you know. And then có một cái bang tên là IRC, International Rescue Committee, ở New York, you know, đưa mấy cái áo lạnh and everything. But lúc mình qua là thật sự không có gì hết trơn. Lúc đó Tony bao nhiêu tuổi? Lúc đó là 9 tuổi. Lúc đó 9 tuổi. Thì gia đình có bao nhiêu anh em vậy Tony? Gia đình là Tony là anh cả, rồi mình có hai đứa em trai, một đứa em gái. Hai đứa em trai, còn 4 anh em. 4 người, cha mẹ cũng đi qua cùng lúc. Yes, qua cùng lúc luôn. Rồi Tony đầu tiên là như vậy, 9 tuổi thì học tiểu học trước phải không ạ? Yes. Rồi sau đó học trung học. Yes. Rồi lên đại học học gì? Lên đại học thì học IT. Học IT. IT là gì? Nói IT là là information technologies. Là về computer. Mà Tony ended up pursuing IT và IT là thực sự công nghệ thông tin. Rồi computer science là I'm not sure. Là cái ngành mà học đó, computer science. Học computer science. Nhưng mà theo Trịnh Hội biết đó là Tony cũng đã từng là một gọi là huấn luyện viên hoặc là một cái người mà chuyên môn thi đấu về wrestling phải không ạ? Cái này là phải lấy những cái tấm hình thưa quý vị mà Tony có cho Trịnh Hội coi thì không thể nào ngờ được là cái anh này đó mặc dù là CEO nhưng mà trước đây đó nhìn rất đã luôn nha, là hình như là thắng được giải gì nữa phải không ạ? Lúc Tony trong high school là Tony ở trong varsity wrestling, and Tony giải ba bronze medalist in Allstate New York. Hạng ba của một cái giải gọi là thi đấu mà là wrestling là đô vật. Á Đông mình nhỏ con mà mình đạt được cái như vậy thì chứng tỏ là đúng là hay. Chứng tỏ là Tony có rất là nhiều cái sự quyết tâm và nghị lực phải không ạ? Nhưng mà tại sao Tony đã chọn IT, Tony?
mình không biết nữa, nhưng mà có thể là nó liên quan tới lúc Tony từ lúc còn trẻ là lúc Tony mới vừa lên năm 92 á, là bang IRC set up một số thứ để cho gia đình làm. So mình làm ở New York, mình làm cà vạt. Rồi mình làm là may đó. Yeah, so mình có nguyên một cái operation ở trong cái small apartment của ở nhà thì ba em biết may. Thường ta đưa cho cái máy may, rồi mỗi thứ bảy là để drop một cái hộp của vải nó đã cắt sẵn rồi. Rồi ba em may nó, and then đứa em của em sẽ, tại vì you have to daisy chain it, so bay một dài vậy nè, rồi đứa em của em phải cắt nó ra, and then em lộn nó ra, rồi một đứa em để cái... Nói tóm lại là okay. Cái anh Tony này đó quý vị, là cái gì anh cũng sẽ làm. Anh rất có nhiều gọi là energy và nghị lực, và quý vị cũng có thể cảm nhận được, phải không ạ? Nhưng mà Tony, trở lại cái câu chuyện của Tony học IT thì... có thể nói rõ hơn chút hơn là khi mà Tony đầu tiên làm việc cho ai, cho công ty nào, và từ đó thì Tony có đi đâu nữa không, hay là ở tới New York? Lúc Tony ở trong ở my sophomore year, nghĩa là năm thứ hai trong high school, thì Tony bắt đầu học how to code HTML với tự một mình dạy. Có nghĩa là trung học là đã biết rồi. Tới tới máy computer của mình là mình tự một mình ráp nó lên. Wow. Đã có cái trí. Không, và đã thích IT rồi. Mình thích thí nghiệm, mình muốn try whatever. So mình tự mình self taught HTML, self taught Photoshop. Okay. Lúc đó I opened a startup. So em có một cái lúc đó em bao nhiêu high school? Lúc Tony bao nhiêu tuổi? Là 17 tuổi. 17 tuổi. Tuổi mà đã có một cái startup. So em hơn là có một đứa neighbor, his name is Thomas Tran, and together we made Tran Design. It's a small little firm, two person firm, and we went and we sold websites. Nghĩa là mình design với mình xây dựng website. 17 tuổi thôi, rất là hay. Rồi sau đó đi học xong rồi làm cho ai? Rồi mùa hè thì em đi làm cho công ty là tên là Computer Associates. Computer Associates, it's where em take it to the next step. So I'm làm website for them and manage the IT. Okay. Cái đó cũng là teenager. I was still in chưa có đại học. Rồi nhưng bây giờ tại vì mình chỉ còn có 3 phút nữa thôi trong cái phần 1. Nếu bây giờ Tony phải nói mau lên chút giùm nha. Là bây giờ ra trường rồi, làm cho ai? Sau khi đó là I'm intern at JP Morgan and then I ended up at Microsoft. So I'm làm việc cho Microsoft. First job là Microsoft. Hai cái tên này nó rất là lớn nha quý vị. JP Morgan là một trong những công ty về ngân hàng lớn nhất thế giới, đặc biệt là về cái vấn đề gọi là invest, là mình giống như là bỏ rất là nhiều tiền ra, mấy trăm triệu hay gì đó để mà có một cái quỹ đầu tư, là đó là JP Morgan. Thì anh này là từng làm cho JP Morgan. Rồi sau đó trong hoàn cảnh nào mà em lại làm việc cho Microsoft? Thì thực sự em có gặp một người chief of staff của Microsoft trong lúc em đang làm việc ở JP Morgan. Anh người đó mời em ra interview Microsoft. So một tuần sau khi em gặp her là she có đưa một cái thẻ của her admin. Rồi em gọi cái số đó, cái they say okay, they fly me out to New York City. To New York, they flew me out to Seattle. Okay. And sau 3 ngày of interviews, they said, hey, we'd love to have you come work for us, and I ended up working at Microsoft. So, như vậy là Tony ra trường xong từ New York được hãng Microsoft nó nhận, nhà nữ mới bay qua bên Seattle định cư, phải không ạ? Yes, đúng rồi. Microsoft, what happened? What did you do? Và cái position của Tony là gì trong cái công ty Microsoft? Lúc em mới bắt đầu là em là Technical Program Manager, nghĩa là một dạng Program Manager mà biết về code. Okay. Nghĩa là không phải là chỉ có manage cái program không. Okay. Rồi sau đó em đổi chức là em nhảy vô là thành Product Manager. Thì em manage toàn là về cái product, cái quality của cái product. Như vậy thì Tony... Trong bao nhiêu năm mà nhảy lên cấp như vậy? Em nhảy rất là nhanh. Okay. Và như vậy thì Tony làm việc với Microsoft được tất cả là bao nhiêu năm? Em làm 4 năm rưỡi. Rồi sau đó em nhảy qua, em đã Microsoft em chán đi. Cái em nhảy qua em làm cho McCann World Group. Trước khi nhảy qua McCann là được lên chức ở Microsoft đúng không? Nhưng mà vẫn bỏ. Chức gì? So em là director. Nhưng mà sao nhưng mà vẫn bỏ. Vấn đề là vẫn bỏ. Đi làm cho một công ty khác. Làm cho công ty khác. Thì công ty đó là nó có cái creative part hơn, nghĩa là nó mình có sự sáng tạo. Sự sáng tạo hơn thì em rất là thích cái phần đó chứ. Nhưng mà cái company đó là marketing company. Để em kể một cái chuyện. Nhưng mà đợi cho anh chút, bởi vì em ơi, mình không còn nhiều thời gian trong phần 1 nữa. Okay. Xin quý vị đừng rời khỏi màn hình. Chúng tôi sẽ trở lại với phần 2. Phần 2 qua câu chuyện rất là hay của anh Tony. Anh có rất nhiều chuyện để kể, nhưng mà bây giờ mình trong phần 2 đó thì mong là Tony sẽ nói về
cái startup của Pia nhé. Ok. Yes. Right, cảm ơn Tony nhiều. Okay. Xin quý vị đừng rời khỏi màn hình. Kính chào quý vị đến với trung tâm Skin Zone khỏe trẻ đẹp với sự quản lý điều hành của bác sĩ Hannah Vũ với hơn 20 năm kinh nghiệm. Văn phòng chúng tôi có dịch vụ căng da mặt, nâng ngực, hút mỡ bụng, cắt mí mắt, cấy mỡ vào mông, ngực và mặt với phương pháp tối tân không cần gây mê, an toàn và hồi phục nhanh chóng. Trung tâm Skin Zone có 22 loại máy laser tối tân khác nhau để chăm sóc da cho quý vị như da nhăn, ruột ruồi, cốc, tàn nhang, nấm, đồi mồi, rỗ, sẹo, tẩy lông vĩnh viễn và xóa sâm. Dưới cặp mắt nghệ thuật và bàn tay khéo léo của bác sĩ Hannah Vũ, quý vị sẽ có được kết quả trẻ đẹp tự nhiên như ý muốn. Văn phòng chúng tôi có chích Botox và filler và kem dưỡng da. Xin quý vị liên lạc ngay với văn phòng ở Santa Ana và Alhambra, California để lấy hẹn tham khảo miễn phí.